sự trói buộc của dục vọng, ganh ghét, nóng giận, ngu si và tham lam, ta sẽ giúp mọi người thoát ra khỏi những thứ ấy. Những ngọn lửa này đang thiêu hủy sinh mạng của quý vị, khiến cho vô số người phải tan thân mất mạng trong đó. Ta gọi cô Ban ra ngoài cũng chính là kêu gọi quý vị bước ra cánh cửa tâm linh của chúng sanh đang bị trận lửa lớn này chặn lối đi. Nhưng trong tâm vẫn còn một ô cửa sổ luôn rộng mở, giống như cô Ban vậy, chịu lắng nghe lời ta nói. Những ai đến gần ta sẽ an toàn theo ta ra khỏi biển lửa này. Con đường giải thoát đang ở ngay trước mặt các ông. Nam mô A Di.